Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi trong tỉnh Hà Nam, đặc biệt là ở Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam. Lượng mưa trong 3 ngày vượt quá lượng mưa trong 1 năm. Từ một số lượng lớn video do cư dân mạng địa phương đăng tải, có thể thấy toàn bộ thành phố như một bom tấn thảm họa ngoài đời thực. Nhiều con đường, kể cả tàu điện ngầm, trở thành sông, người và phương tiện bị cuốn trôi theo sóng và gió. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi trận lụt là ngàn năm có 102. Vậy tại sao trận lụt chưa từng có này lại xảy ra ở Trịnh Châu? Ngoài thiên tai, những nguyên nhân đằng sau nó là gì? Hôm nay chúng ta hãy cùng Tin Mới tìm hiểu vấn đề này. Thưa quý vị, theo thống kê hiện tại từ Đại Lục, tổng lượng mưa ở Trịnh Châu trong 3 ngày liên tiếp đạt 617,1mm, trong khi lượng mưa trung bình hàng năm ở Trịnh Châu là 640,8mm. Trên Internet liên tục có những người bị thiên tai địa phương gửi tin nhắn SOS. Từ các video trên Internet có thể thấy, các thành phố và làng mạc chìm trong biển nước, đường phố biến thành sông, một số lượng lớn ô tô nổi lềnh bềnh trên mặt nước, một số bị cuốn trôi theo dòng chảy gành thác. Có nhiều điểm sập nền. Trong một đoạn video khi cả hai đang cứu một người bị rơi xuống hố sâu, thì thành hố bất ngờ bị vỡ, người cứu cũng rơi và bị nước cuốn trôi. Cảnh tượng thật đáng sợ. Tại một nhà ga của tuyến số 5 Trịnh Châu, toàn bộ hành khách trên toa tàu đã bị ngập nước tới cổ và ngực và mọi người đang khẩn cấp kêu cứu, trong tàu phải có vài trăm người. Trong báo cáo của mình, China News Daily trích mô tả của một hành khách bị mắc kẹt trên tuyến số 5. Hành khách này cho biết khi tàu đến ga Chùa Bãi Biển, các biện pháp dừng khẩn cấp đã được thực hiện, nhưng đoàn tàu vẫn tiếp tục đi. Vì lối đi dành cho người đi bộ trong tàu điện ngầm quá hẹp nên chỉ có một số người rời khỏi xe, trong khi hầu hết mọi người buộc phải ở trong xe. Sau khi những người trên xe bị mắc kẹt khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ chờ lực lượng cứu hộ đến, trong quá trình này, một số người lần lượt xuất hiện các triệu chứng thiếu oxy và hạ đường huyết. Trong một đoạn video khác, người ta cũng có thể thấy mọi người đang sơ cứu cho những người nằm trên mặt đất. Ngoài ra còn có những hình ảnh cho thấy một số người nằm trên sân ga tàu điện ngầm và dường như không có dấu hiệu của sự sống. Một số cư dân mạng địa phương cho biết nhiều người đã bị chết đuối do ngập nước ở tàu điện ngầm Trịnh Châu. Một luật sư Đại Lục tên là Yang Xiaoli sau khi thoát khỏi tàu điện ngầm ngập nước đã đăng một thông báo trên WeChat của mình nói rằng lần cuối cùng anh ta sơ tán khỏi tàu điện ngầm là ở Đài Loan vì trận động đất. Lần này anh ta sơ tán khỏi tàu điện ngầm ở Trịnh Châu vì của lũ lụt. Tuy nhiên, điều khác biệt là khi sơ tán ở Đài Loan, các trạm kiểm soát an ninh tàu điện ngầm đều mở trực tiếp, không cần quẹt thẻ, tốc độ di tản rất nhanh. Còn ở Trịnh Châu, chỉ cần quẹt thẻ một cái là xong, bởi điều này cực kỳ bất lợi cho đám đông để di tản càng nhanh càng tốt. Tôi tin rằng nhiều người bạn của tôi sẽ cảm thấy rằng vào thời khắc sinh tử, mỗi giây đang ở trên đường dây quẹt thẻ để vượt qua kiểm tra an ninh tương đương với việc lập rào chắn để thoát thân. Vậy tại sao nhiều hành khách lại bị dính nước trong tàu điện ngầm? Mưa bão lớn như vậy, các ban ngành liên quan không có cảnh báo sớm và làm hồ sơ liên quan sao? Một số cư dân mạng để lại lời nhắn rằng vì tò mò nên họ đã cố gọi điện đến số điện thoại chính thức của Cục Khí tượng tỉnh Hà Nam. Trên thực tế, Cục Khí tượng tỉnh Hà Nam đã đưa ra cảnh báo, thậm chí cảnh báo gần cả tuần. Nhưng đáng buồn thay, chính quyền địa phương dường như không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào. Một số cư dân mạng ở Nhật phản ứng rằng ở Nhật sẽ có cảnh báo lũ lụt từ lâu, chính quyền sẽ bắt đầu di tản người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tàu điện ngầm sẽ đóng cửa, các đài truyền hình lớn cũng thay phiên nhau đưa tin, trực thăng bay khắp nơi trên bầu trời và cảnh báo trên điện thoại di động cũng đổ chuông cảnh báo liên tục. Vào sáng sớm ngày hôm qua, Ủy ban Thành ủy Trịnh Châu của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo rằng ít nhất 14 người thiệt mạng, 6 người bị thương và được đưa đến bệnh viện do ngập nước tàu điện ngầm. Tuy nhiên, số liệu từ người dân cho biết cao hơn nhiều so với số liệu chính thức, bởi vì nếu số liệu thực được báo cáo thì có thể không đảm bảo chắc chắn rằng quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã luôn che giấu số liệu. Vì vậy, chính quyền ông Tập đã làm những gì về việc xây dựng kiểm soát lũ lụt ở Trịnh Châu?
Theo báo chí địa phương, Trịnh Châu trở thành dự án thí điểm xây dựng thành phố bọt biển của tỉnh và đề xuất đầu tư 53,48 tỷ nhân dân tệ để xây dựng dự án thành phố bọt biển. Đến nay, khu vực của Trịnh Châu, khu vực Tân Thủ thành phố bọt biển đã chiếm 23,6% khu vực thành thị. Cái gọi là thành phố bọt biển đề cập đến một khái niệm quản lý nước mưa đô thị thế hệ mới, còn được gọi là thành phố đàn hồi nước, tức là khi trời mưa, nó có thể hấp thụ, lưu trữ, thấm và làm sạch nước, sau đó giải phóng lượng nước trữ khi cần sử dụng. Người ta nói rằng 70% lượng mưa có thể được hấp thụ và sử dụng cục bộ và tiêu chuẩn kiểm soát lũ có thể được nâng lên một lần trong 200 năm. Chỉ một tháng trước, tin tức buổi tối Trịnh Châu vừa đưa tin rằng trước khi trở thành một thành phố bọt biển, Trịnh Châu đã cam kết xây dựng một thành phố bọt biển thở và đưa ra một loạt các hướng dẫn và phương pháp. Trịnh Châu đang xúc tiến việc xây dựng các thành phố bọt biển. Kinh nghiệm quý báu đã được tích lũy trong khu vực và hiện nay tình trạng ngập úng đô thị đã được giảm bớt và cải thiện hiệu quả môi trường sinh thái. Điều này nghe qua có thể chứng minh rằng khả năng kiểm soát lũ lụt và thoát nước của Trịnh Châu, một thành phố bọt biển là khá tốt, tuy nhiên cơn mưa này dường như đã xuyên thủng huyền thoại này. Tuy nhiên, một số chuyên gia nói với truyền thông đại lục rằng trận mưa lớn ở Hà Nam lần này là rất hiếm và không thể giải quyết được bằng một thành phố bọt biển. Trang web chính thức của Sở Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam cũng đề cập rằng trận mưa lớn ở Hà Nam lần này là sự kiện 5.000 năm mới có một lần. Mặc dù không biết cách nào mà Sở Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam biết được những ghi chép về lượng mưa từ thời Tam Hoàng và Ngũ Hoàng cho đến nay, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được thông điệp mà Sở Tài nguyên nước muốn truyền tải, đó là thời tiết là lỗi do công tác chống ngập kém của thành phố. Không còn nghi ngờ gì nữa, đợt mưa lũ lần này phải liên quan đến trận mưa siêu lớn mà nguyên nhân chính hơn cả là sự thiếu hụt bẩm sinh và quy hoạch hệ thống thoát nước đô thị không phù hợp. Chúng ta có thể thấy rằng hầu như hàng năm vào mùa mưa đều có lũ lụt tại các thành phố ở Trung Quốc đại lục, hệ thống kỹ thuật phòng chống úng vẫn cần được cải thiện. Trong cuốn tiểu thuyết Những người khốn khổ, nhà văn Pháp Hugo đã gọi những chiếc cống của thành phố là lương tâm của thành phố cách đây hơn 100 năm. Tuy nhiên, đối với một số nhà hoạch định đô thị ở Trung Quốc, dự án bộ mặt của thành phố có thể quan trọng hơn. Vì vậy, xét về mức độ huy hoàng của xây dựng thành phố, nhiều thành phố ở Trung Quốc ngày nay có thể nói là không kém gì châu Âu và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đối với hệ thống thoát nước ngầm có thể do trời không mưa, không ai nhìn thấy nên một số cán bộ địa phương không quan tâm. Ngoài ra, cũng có nhiều người nghi ngờ rằng lũ lụt trên đường phố Trịnh Châu có thể liên quan đến việc xả lũ từ hồ chứa Trang Doang ở thượng nguồn. Bà Vương, cư dân Trịnh Châu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CCTV rằng chính phủ đã không đưa ra cảnh báo sớm trước khi xả lũ và tàu điện ngầm vẫn không ngừng chạy. Người phụ nữ nói rằng lũ lụt thực sự của tàu điện ngầm vào lúc 5 hoặc 6 giờ tối và áp lực nước đột ngột tăng lên. Điều này hơi kỳ lạ. Nếu như trước đây mưa lớn như vậy, mực nước là quá trình dâng lên từ từ và nó không thể đột ngột nghiêm trọng như vậy trong một giờ. Ngoài ra còn có những bức ảnh chụp thực tế của người dân Trịnh Châu tại trung tâm thành phố Trịnh Châu vào trưa ngày hôm đó. Chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ tuyến đường bất ngờ bị ngập, chứng tỏ lũ không phải do mưa lớn mà có thể là do một trận lụt bất ngờ. Ông Wang Weilu, một chuyên gia về bảo tồn nước sống ở Đức, tin rằng tất cả lũ lụt ở Trung Quốc đều là do con người tạo ra, bởi vì lũ lụt ở Trung Quốc đến từ bàn tay của con người và số lượng lũ lụt có thể được kiểm soát bởi con người. Nó sẽ được xả ra một chút nữa, uy hiếp đối với hạ lưu càng lớn. Về phần có bao nhiêu người đã chết, hiện tại căn bản không có báo cáo. Quý vị thân mến, đợt mưa lũ này còn dẫn đến mất điện, mất nước, mất mạng. Có người bị điện giật do gặp đường dây cao thế chìm trong nước. Mưa lũ cũng gây ra một vụ nổ lớn, một xí nghiệp nhôm điện phân ở thành phố Đăng Phong, Trịnh Châu do lượng nước lớn đổ vào bể nhôm điện phân của xưởng. Nhiệt độ cao và nước gây ra một vụ nổ dữ dội. Bạn có thể thấy một làn sóng xung kích cực lớn từ video. Ngọn lửa bốc lên bầu trời và cảnh tượng thật đáng sợ.
Trong chữ Hán có nghĩa là tai họa, có nước ở trên và lửa ở dưới. Đối mặt với một thảm họa lớn như vậy, nỗ lực cứu hộ chính thức như thế nào? Phương tiện truyền thông chính thức Tân Hoa Xã cho biết trong một bài báo lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau, với sự chấp thuận của Bộ Tư lệnh Nhà hát Trung ương, 730 chỉ huy, 1.159 sĩ quan và binh sĩ cảnh sát vũ trang và hơn 60 phương tiện đã được điều động. Tuy nhiên, ngược lại, vào lúc 9 giờ tối ngày hôm đó, blog nhỏ mạng truyền hình quân sự Trung Quốc của quân đội Trung Quốc đăng tải rằng trận mưa đã ập đến Trịnh Châu và gây mất điện và buổi diễn tốt nghiệp tại khuôn viên quân đội pháo binh và không quân Trịnh Châu. Học viện quốc phòng buộc phải đình chỉ, vì vậy hàng trăm sinh viên tốt nghiệp bật điện thoại di động và hát, nếu không có Đảng Cộng sản sẽ không có Trung Quốc mới. Một số cư dân mạng cho biết hãy đi cứu trợ thiên tai trước đã. Một cư dân mạng ở Trịnh Châu cho biết khi đang ở ngoài thị trấn, khi nghe tin có mưa lớn ở Trịnh Châu, anh đã lập tức bật TV của khách sạn lên và muốn xem diễn biến của thảm họa như thế nào. Ở Hà Nam đã không đưa tin về nó và truyền hình vệ tinh Hà Nam vẫn đang phát sóng chiến tranh chống Nhật. Tuy nhiên, bất chấp lũ lụt khủng khiếp ở Hà Nam và có những thông điệp tuyệt vọng khắp nơi trên Internet, các phương tiện truyền thông nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn lo lắng về lũ lụt ở châu Âu. Trong chuyên mục lần đầu tiên, đài CCTV cũng phát đi bản tin lũ lụt trong một thế kỷ đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Đức. Thưa quý vị, trận lụt hiện nay cũng đã chạm vào ký ức đau thương của người dân Hà Nam. Ở Hà Nam có hệ thống sông lớn và sông Hoàng Hà, sông Hoài, sông Ngụy và sông Hàn đã xảy ra nhiều trận lũ lụt lịch sử. Vào tháng 8 năm 1975, đập Jumandian Rivostroy ở Hà Nam bị vỡ. Nhưng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bận rộn với cách mạng văn hóa vào thời điểm đó, các quan chức đã giữ im lặng để vụ vỡ đập. Đã 14 năm trước khi người ta tiết lộ rằng hơn 26.000 người chết đuối trong trận lũ lụt thảm khốc, trong khi số người chết bất thường do dịch bệnh và nạn đói do lũ lụt gây ra ước tính là từ 220.000 đến 240.000 người. Vụ vỡ đập Jumandian Rivostroy được Discovery Channel đánh giá là một trong những thảm họa công nghệ hàng đầu trên thế giới. Từ thông tin do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố, có thể thấy rằng từ năm 1957 đến năm 1959, hơn 100 hồ chứa đã được xây dựng ở Jumandian, tỉnh Hà Nam, với chất lượng kém và nhiều bất cập trong việc xây dựng nhiều hồ chứa nước vào thời điểm đó. Đại nhảy vọt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, luyện thép quy mô lớn và học hỏi nông nghiệp từ Dajai của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thảm thực vật và xói mòn đất ở vùng thượng lưu của hồ chứa. Nói cách khác, sự cố vỡ đập của hồ chứa là một thảm họa nhân tạo dưới sự dẫn dắt của hệ tư tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng thực tế là trong những thập kỷ tiếp theo, lũ lụt xảy ra hàng năm ở Trung Quốc và cái gọi là lũ lụt một lần nữa trong thế kỷ không phải là hiếm. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm quyền trong nhiều thập kỷ và những gì chúng ta thấy là chính nó sau những trận lũ lụt. Ngoài thực tế là chế độ chịu gánh nặng của chế độ, sự thờ ơ với cuộc sống đã khiến người dân Trung Quốc phải trải qua tất cả những khó khăn gian khổ. Vậy với người Trung Quốc có thực sự thiếu kinh nghiệm kiểm soát lũ lụt? Ví như việc kiểm soát lũ lụt của Dayu, chúng ta sẽ không nói về nó từ một số dữ liệu. Chúng ta có thể thấy rằng hệ thống thoát nước ở nhiều nơi ở Bắc Kinh vẫn được xây dựng vào thời nhà Minh và nhà Thanh, và nhiều mạng lưới đường ống ngầm hiện nay vẫn còn được sử dụng như Tử Cấm Thành, được xây dựng cách đây 600 năm. Theo sử sách ghi lại, dù có mưa bao nhiêu thì Tử Cấm Thành cũng chưa bao giờ bị nước mưa ngăn cản. Vậy tại sao năm nào trong đất liền cũng có lũ lụt? Có lẽ như ông Wang Wulu đã nói, có những yếu tố nhân tạo trong lũ lụt ở Trung Quốc. Và thủ phạm của yếu tố nhân tạo này thực sự là do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!